Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tử Vi và Cuộc Sống của Trung tâm Đào tạo Marketing Online Duy Anh Web. Xem tử vi tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Một tổng quan về tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng năm 2022 nhâm dần, nam và nữ mạng năm 2001 tuổi Tân Tỵ, tức tuổi con rắn, thường gọi là đông tàng chi xà, tức rắn ngủ đông, mệnh kim, bạch lạp kim, nghĩa là vàng trong sáp. Mệnh kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, bình thường, địa chi tỵ gặp dần, lục hại, không tốt, thiên can, tân gặp nhâm, bình thường, sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn, hạn tam kheo, vận niên, long đắc vũ, thái tuế năm 2022, phạm hạn thái tuế, hại thái tuế, tam tai năm 2022, không phạm tam tai, tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu, hạn hoang ốc năm 2022, không phạm hoang ốc, hai, sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, sao thái âm là một cát tinh mạnh thuộc hành thủy. Là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn, tác động của sao thái âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc, sao chiếu mệnh nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình, sao chiếu mệnh nữ giới sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con, có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Người được sao thái âm chiếu mạng cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần, nếu sao thái âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự do, sao này mất ánh sáng ở mão, thìn, tỵ, ngọ, trong lúc đó, dậu tuất, hợi, tí là miếu địa, vượng địa, cung sửu, mùi có sao thái dương đồng cung là chủ bình hòa, thêm cát tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi, thái âm miếu vượng ở cung mệnh chủ về vợ sang, có tài nội trợ, gặp được nhiều phụ nữ đẹp nếu có thêm văn khúc thì có thể ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc. Chủ về quý, sao thái âm tối kỵ đồng cung với sao kình dương, chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong, sao thái âm ở cung tật ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, sa bìu, phong thấp, can vượng, chướng nước, tật mắt, thái âm gặp hãm địa lại thêm sát thì bị ung thư gan, thái âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu ở gần vùng đất thấp trũng, có hồ nước hoặc đường nước, sông trạch, khe đầm. Giếng nước hoặc nơi ít ánh sáng thì tốt, khi gặp sao thái âm, trong năm đương số thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9, sang tháng 11 thì kém may mắn vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám mà sao thái âm thuộc hành thủy, khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn lo lắng, với bản chất là một sao chỉ tài phú. Người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân, những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị, một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những hoạt động từ thiện. Giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh, có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng, những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ.
Kỹ càng, khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn, thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt. Không nên chấp vặt thù dai, để bụng để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm nay bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp, xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp đỡ. Sau được công thành danh toại, trong năm này bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. 5. Tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần năm 2022, năm bản mệnh, 5 tuổi, tuổi Dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng phạm hạn thái tuế, hại thái tuế. 6. Tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi, tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa. Họa hại, và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn. Dậu Tuất, bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu, bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi, bản mệnh tuổi Tân Tỵ, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai. Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu, Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ, Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà, Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bạn sản, có nuôi vật nuôi, theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng là 22 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu. 8. Tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà, nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau.
nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư thông vạn sự, nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài, tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh, tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai, ngũ thọ tử, xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, lục hoang ốc xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành, theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó, đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc. Thọ tử hoặc địa sát, cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Tân Tỵ 2001 nữ mạng là 22 tuổi âm không phạm hạn tuổi hoang ốc. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn.